Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ người Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348 30 843. Rồi, theo dõi kênh, bấm vô đăng ký để được cập nhật mấy video mới nha mọi người. Rồi, đây em lên mấy món đồ đồ nghề với về được ít giày. Giày hàng CK2 nha mọi người. Đã qua sử dụng. Hàng chính hãng. Chung nó rất nhiều thị trường ha, có thị trường Mỹ, Nhật cũng có, trong Âu cũng có mọi người. Hàng đã xài rồi nhưng mà còn rất là đẹp. Chung là hàng tuyển, tuyển chọn kỹ, còn khá đẹp trở lên mới lấy về ha mọi người. Rồi mọi người có nhu cầu thì liên hệ đặt hàng ha. Lại cái này là em để cái số size cho mọi người dễ lựa chọn nè. Ví dụ này là mã 9 ha, size là 40. Đó. Rồi, hôm nay có video là có mã 175 nha mọi người. Rồi, đầu tiên là cây hước Eke gốc 45 và 90 độ 2 trong 1 của Sunwa. Đó, đo góc xéo 45 độ nè, hoặc góc vuông ha 90 độ. Nó là bằng thép tinh lịch và thép không gỉ ha. Đế rất là dày, chắc chắn, nặng. Rồi mã cây thước này là số 1, 250 ngàn. Tiếp theo về được cây cắt kẽm. Cái này là hàng nội địa nha mọi người. Nhưng mà cái hãng này nó không có gọi là đóng cái mộc hay cái gì lên hết á. Chất lượng nó là bảo đảm hàng nội địa. Thị trường nha. Có mấy cọng kẽm cắt thử. Đây cọng kẽm này cỡ 1 ly. Cọng này 5 ly mọi người. Đây lưỡi nè. Lưỡi còn khá đẹp nha. Size nó là 20 cm. Rồi cắt kẽm mã số 2, giá bán 450 nha. Rồi số 3, nay em về được hai cái máy cắt tỉa cành bằng pin nha mọi người. Nhưng mà nó chỉ có thân máy và pin ở trong cái xác này ha. Ở trong cái thân máy nó pin. Đây pin nè, pin công nghệ mới nè. Đó. Nó không có cục sạc nha mọi người. À, mọi người có sạc hoặc là chế thì được thì mình chế ha. Hàng về nó vẫn còn pin còn chạy luôn đây. Đó. Xài pin. Pin sạc nằm trong mọi người. Nè cái gắt sạc nè. Nó bán cho bác nào về chế pin. Rồi ở đây thông số nó nè. Pin li-ion 3.6V của Bosch. Đây. Đây khóa an toàn. Rồi bấm nhấn đây rồi mới nhấn được cò. Nè lưỡi nó lưỡi tỉa cành. Mấy nhỏ này thì tỉa lá ha. Lá như là chòi non trên ngọn. Chứ cành lớn thì nó không cắt được như là kéo cành của mình nha mọi người. Để vô nó đứng máy. Rồi mã số 3 nha, 450 nha.
Rồi, tiếp theo số 4 cũng là cây cắt tỉa cành. Cái này thì lưỡi nó dài hơn, cắt được nhiều nhiều lá cành hơn. Của Black & Decker nha, thương hiệu của Mỹ. Pin nè, cũng lithium gì đó. Thằng này số vo nó cao hơn, 7V2. Cũng có cái gắt sạc nè mọi người. Đây gắt sạc. Có 2 dây ha. Đó, bên này bán cho bác nào về mày mò chế pin ha. Chế sạc vô. 7V2 nè. Black & Decker sản xuất cho Nhật. Đây cái lưỡi này còn rất là đẹp. Cái lưỡi này dài hơn lưỡi kia ha. 7/2 luôn mà, nên nó mạnh hơn. Đó. Đây. Còn pin nhiều luôn ha. Chưa có báo đèn hết pin, đèn đèn báo nè. Nó chạy rất là im mọi người. Rồi, bán cho bác nào về chế pin nha. Cái đây mở gì đây? À, mở cái lưỡi. Đây mở lưỡi ra vệ sinh vô mở đồ nè. Còn mới tin. Rồi mã số 4 nha mọi người. Giá 500 ngàn thôi. Rất là rẻ luôn á. Pin zin còn chạy tốt luôn. Nó cầm tới giờ là mọi người biết là nó còn tốt rồi á. Chứ mà bên Nhật bây giờ tới đây cũng không phải là dễ đâu, không phải là nhanh. Bao nhiêu tháng trời. Rồi. Tiếp theo là mã số 5 nha. Về được cái cây xúc bắn keo silicon của đây. Henkey. Henkey này của Romania này luôn nha mọi người. Wow, cây này xem không kỹ, cây này là xài điện 100 đến 240V luôn. Hơi bị độc luôn nha. Tưởng nó điện 100 thôi. Đây nó 240 mọi người, 220 luôn. Test ok. Mắc in cái màn này nè. Thật bị ngon luôn. Xài không dụng nha, keo không dụng 10 ly. Test nóng ngon lành mọi người. Đâu xài luôn. Rồi mã số 5 450 thôi. Rồi, tiếp theo con máy hút chì nha. Đây máy hút chì của Wood. Lâu lắm rồi mới về được cây hút chì. Đây có điều chỉnh nhiệt độ luôn nha mọi người. Chỉnh từ 2,5 tới 4,5. Đây mọi người vặn nhẹ cái này nè, dùng vít ba ke nha. Còn nhẹ thôi nha, tại cái núm nó còn nhựa đó. Đó, nó để vặn ra vặn vô. Đó, vặn ra là 2,5. Vô tối đa là 4,5 độ C. Đó, để độ C nè. Rồi đây hút chì, cơ chế nó là có một cái máy hút motor hút hút khí trong đây mọi người. Nó sẽ dẫn lên đây nó hút. Và đây có lỗ, đầu hàng này nó có lỗ. Vừa hàng chì được luôn nhưng mà vừa hút cái phần chì. Đây mở ra như vậy. Kéo cái này xuống nha, giữ cái này xuống. Rồi, rút lên. Đây nó hút nè, nó hút chì bên trong nè mọi người. Đây cái lọc, nhớ cái đầu lọc này là ra phần sau nha. Gắn vô đúng để nó hút, không hư là nó hư cái lọc. Rồi đẩy lên. Đầu lọc còn rất là mới, nè, sứ còn mới luôn. Cây này còn rất là mới luôn. Em
cắm điện thử. Rồi cái này xài điện 100V nha. Công suất nó là 80W nè. Good. Hãng nội địa Nhật, 100V 80W. Đó nó hút chưa vậy. Đợi tí nó nóng lên, chảy chì ra là nó hút được. Tăng nhiệt độ lên. Đây cũng chì ha cô. Còn một ít thôi, xài nó bớt. Tặng luôn khi mua cây súng này ha. Nó nóng rồi mọi người. Nó chảy ra nhiều là nó này trên mấy cái mạch á, mình muốn gỡ lên kiện á, mình hút cái mỏ hàn thì mình chấm từ chân này, mình hút nó sạch ra mình gỡ cái chân con linh kiện ra ha. Mấy con linh kiện nhiều chân á, mình phải hút bằng cái này. Nó hút vô đây. Cái này cái mới buồn nhùi như là mình phải moi ra bỏ hay sao, hay là để nó chặn chì đây cho nó đừng có vô cái lọc mọi người nè. Mình cũng không hiểu đó. Hay là bên đó nó xài nó hút mấy cái này vô nè, hình như cái bùi nhùi vậy. Nó lấy ra để chừa là một ít rồi. Chung mình hút chì khi nào mà nó đầy cái này đâu, cũng thường xuyên mình phải gỡ ra mình thay đổ ha, đổ bỏ rồi đẩy lên. Rồi cái máy hút chì có mã số 6 nha mọi người, giá 1.400.000. Rồi tiếp theo là về cái đôi giày của Nike. Cái đôi giày này đặc biệt mọi người, nó đế nó là đế hơi nên cái trọng lượng đôi giày nó rất là nhẹ luôn. Đây, đế hơi ha, chuyên cho đi bộ chạy bộ này kia, tập thể thao hay là đạp xe đạp rồi đó, nên nó rất là nhẹ mọi người, đi đường dài rồi. Mà size nó là 41 ha. Nhưng cái này cỡ là 40 mình mang cũng được nha mọi người. Đây, kích thước nó là cỡ 25.5 mình mang là đẹp ha. Chân á. Rồi đôi giày này có mã là 7, mã số 7. Giá bán 450.000. Đây, còn rất là đẹp luôn.
nước keo còn nguyên luôn. Đó. Nó rất là dẻo luôn. Mình vận động đủ cái kiểu rồi nó ok hết á. Mang rất là im mà dẻo. Đây, keo này nó phủ lên tới trên luôn. Đó, rất là đặc biệt, nó như là nó chống nước rồi. Chống nước để mình đi nước hay sao? Nên nó phủ keo lên cái lớp vải này luôn nè. Đây là lớp hón khí nha. Rất là hón khí đây nha. Đây có dòng chữ luôn. Rồi, mã là số 7. Xài 41 à, 40 41 mang được mọi người. Rồi, đây có hai đôi giày đá banh ha. Giày chuyên đá banh luôn. Đây một đôi này đá banh sân thường ha. Nói chung là đá banh sân nào cũng được. Còn cái đôi này nó đặc biệt là đá banh sân cỏ hạt ha. Giống như mấy cầu thủ chuyên nghiệp mọi người. Cái đế nó là đế bằng sắt luôn nè. Đó, đế bằng sắt luôn. Nó có đóng sắt vô đây nè. Đóng đinh sắt cho mình bám trên sân cỏ. Sân cỏ hạt thì nó lúng, nó trơn nữa. Mình phải xài cái đôi giày này ha. Rồi, để em giới thiệu cái đôi này trước. Quá dẻo luôn. Đây, đường keo còn nguyên. Chỉ còn y nguyên luôn. Đây, cái này là nó sản xuất cho cái team bóng đá gì đó. Nên nó để nè mọi người. Đây, cái thông số. Thằng này sản xuất tại China nha mọi người. Đây. US là 7.5, UK 7 ha. Euro là 43. Size nó là 43, cả 42, 43 mang được mọi người. 42 mà cũng được. cm là 26.5 ha. Mang rất êm còn rất đẹp luôn. Giày này mang tập thể dục chạy bộ đồ này kia rất là ok luôn. Chơi thể thao. Đế nè. Coi là cái đế này nha mọi người. Cái đế này là như mới luôn nha. Đế cái con này nè. Nó chưa có dấu hiệu là mòn hay gì. Đây. Rất đẹp luôn, đế hơi. Nó bằng cao su, nó có hơi bong bóng giống như cái phao vậy. Rất là nhẹ. Nó tầm 200 mấy gram. Rất là nhẹ. Tầm mấy gram một chiếc. Rồi, cái đôi đá bóng này có mã là số 8 nha mọi người. 8 nè. Video 175 và số 8 350 nha. Rồi. Tiếp theo cái đôi bóng đá như là chuyên nghiệp. Đinh. Đinh sắt nó đúc vô nha. Đó. Đây sắt. Thép không gỉ. Chung còn mới nguyên.
cái này là size 40, size chuẩn 40 mọi người. À, đường keo, keo đường mai còn quá đẹp luôn, không bị lỗi gì hết mọi người. Rồi bây giờ đá bóng này size 40, mã số 9, giá 550 nha. Rồi cuối cùng là đôi giày Adidas, đây Adidas da, yeah. Này full bằng da thật ha, mai đế luôn nha, đế này mai. Indo sản xuất nha mọi người. Cái da này chưa có vệ sinh đánh lên, nhưng mà này mình đánh bóng lên là nó rất là đẹp luôn. Da mình nhìn nó móc móc ha, mình đánh xi lên là nó đẹp nha. Cái logo còn nguyên luôn. Da này nè, nó dập hình như là vảy rắn. Đế nè. Trong này là cổ hấp mọi người. Đó, cổ hấp. Rồi. Adidas cổ hấp này mã số 10. Size 42 mang vừa ha. 42 43 mang vừa. Giá bán 600 ngàn. Rồi, kết thúc video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ. Hẹn gặp lại video tiếp theo.